Đây là tuyến đường dài 2,8 km thuộc ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường chằng chịt ổ gà, ổ voi khiến người dân đi lại khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Được biết, tuyến đường này được làm từ năm 1999, rộng 1,2 mét. Mặc dù đã hai lần sửa chữa, nhưng mấy năm nay đã bị xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại của 225 hộ dân nơi đây. Đặc biệt, các em học sinh mỗi ngày đều đi qua con đường này để đến trường. Đây cũng là con đường chính phục vụ sản xuất, mua bán nông sản của người dân. Để việc đi lại dễ dàng, người dân nơi đây đã 4 lần hùng tiền rải đá, nhưng con đường ngày một xuống cấp trầm trọng hơn. Con đường, con lộ này nó quá dở, quá tệ. Từ hồi nào tới bây giờ là đường đi nó rất là khó khăn. Học sinh đi lại cũng khổ, cũng khó. Mà những người già yếu đi cũng khó. Rồi bây giờ điểm thứ hai, thứ ba nữa là buôn bán. Cái trái qua màu bán cái gì nó cũng không có giá bằng ta. Chịu thiệt thòi hơn hết. Cho nhà nước lo dùm làm cái lộ này cho hoàn thành, cho học sinh nó đi cho được yên ổn. Con đường này thì cái nhà nước làm đan cũng lâu rồi. Nhưng mà do cái nâng cấp sửa chữa để mà móc lên lót lại nhiều lần, bây giờ nó xuống cấp. Qua mùa nắng này thì nói chung là xe tải nó còn nhỏ nhỏ nó vô được, nhưng mà qua mùa mưa thì chỉ chuyển bằng xe con, do đó là cái thương lái nó có thể nó mua là cái giá nó không bằng như người ta ở ngoài đường lớn. Mà nói về con đường này thì dân cũng có phản ảnh, thì nói về mùa mưa thì buôn bán cũng gặp khó, người học sinh đi lại thì cũng rất khó khăn. Trong trời mưa thì đi nhà một đứa nó té, buôn bán, nhân dân buôn bán cũng không thuận tiện. Giờ mỗi cuộc họp ra thì dân cũng đòi hỏi là con đường này làm cách nào để mừng cho sớm, để cho nhân dân thứ nhất là buôn bán thuận tiện, người học sinh đi lại dễ dàng. Thì con đường Vĩnh Khánh 2 giáp với Bưng Lớn dài khoảng 3 km. Thì con đường này trước đây là hiện trạng là đường đanh. Rồi năm 2015 thì xã cũng có đầu tư nâng cấp, mà do lưu lượng lưu thông hàng hóa của cái con đường này nó rất là cao, chủ yếu là vận chuyển trái cây nên là thời gian gần đây thì nó gây lún sụp. Thì hôm rồi thì chỗ xã cũng có liên hệ là phối hợp với ấp, họp thì chỉ đạo cho ấp vận động cái phương thức là nhà nước dân cùng làm. Thì hiện nay thì ấp đang triển khai thống kê lại cái danh sách hộ dân nhận động số tiền bao nhiêu, rồi còn lại là xã bao nhiêu để tiến hành gãi đá để cho bà con đi lại thuận tiện. Thì con đường này là được cái quy hoạch nông thôn mới, bề ngang cái nhựa là 3,5 m, thì cái giai đoạn đầu tư là 21-25 đã được duyệt. Thì theo lộ trình thì xã Anh Sưng nông thôn mới năm 2021. Thì đó do nguồn vốn của trên thì cũng trong cái quy hoạch thì 21-25 đó thì sở huyện sẽ triển khai. Mong ước của người dân nơi đây là địa phương và ngành chức năng sớm khắc phục, sửa chữa con đường để việc đi lại của bà con được thuận lợi hơn.